hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn thám hiểm một ngôi biệt thự tại làng biệt thự nó như nào. Một cái ngôi nhà như thế này ấy, thì có cái giá tầm khoảng vài tỷ nha bạn, nhưng bị bỏ hoang thôi. Biệt thự là bỏ hoang. Việt Nam mình là nghèo nhưng mà chơi rất là sang nha các bạn. Biệt thự bỏ hoang, hôm nay mình sẽ vào tận trong nhà luôn cho bạn xem thiết kế này. Được không? Rất là đẹp các bạn. Đẹp không các bạn? Đẹp quá. Ước gì nhà tôi cũng được thế này. Đẹp không? Hiện tại cái chỗ này ấy, nó là cái chỗ mà cho mấy bọn nhậu đi nhậu vào đây thôi. Đây, biệt thự đang xây dựng bỏ hoang. Đây, nhà là xong hết rồi đấy, đủ có 2 tầng đi xuống rồi nhé. Đây, xung quanh là rừng thông. Nhà là cũng mấy đại gia nhiều tiền nhưng không biết làm việc gì cho nên là xây biệt thự chơi thôi, thấy không? Xây xong bỏ hoang. Thôi để đi làm bạn nha bạn. Clip hay bạn xem vào đấy.